Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách đổi tên máy tính. Giả sử như đây, tên máy tính của tôi á, ban đầu nó có tên là Kiến thức Tin học. Thì để xem được tên máy tính này, các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột vào ZPC. Còn đối với Win 7 á, các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột vào My Computer nha. Đó, và chọn vào Property này. Đó, tên máy tính của tôi á, ban đầu nó có tên là Kiến thức Tin học không dấu. Bây giờ tôi muốn là đổi sang tên là Kiến thức Tin học có dấu nha. Thì để thay đổi tên trên máy tính á, thì từ Win 7 cho tới Win 11 á, cách làm đều giống nhau nha. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm. Đầu tiên á, các bạn chúng ta sẽ vào thanh tìm kiếm này. Lưu ý nha, nếu như các bạn chúng ta sử dụng Win 11 thì các bạn chúng ta sẽ vào thanh tìm kiếm ở đây. Còn nếu như các bạn chúng ta sử dụng Win 10 á, thì thanh tìm kiếm nó sẽ nằm ở vị trí này. Rồi còn nếu như các bạn chúng ta sử dụng Win 7 á, các bạn bấm vào nút Start thì thanh tìm kiếm nó sẽ nằm ở phía trên nha. Rồi bây giờ tôi sẽ vào thanh tìm kiếm này, nhập từ khóa là Control. Đó, thì lúc này á, một chương trình có tên là Control Panel nó sẽ xuất hiện. Rồi bây giờ các bạn chúng ta sẽ chọn vào Control Panel. Rồi tiếp theo ở đây, ở mục View By, các bạn chúng ta sẽ chọn vào thì chọn có tên là Category này. Xong rồi, các bạn chọn vào User Account. Tiếp theo các bạn chọn vào User Account này. Đó, tên ban đầu là Kiến thức Tin học. Bây giờ tôi muốn đổi tên thì ở đây tôi sẽ chọn vào Change Your Account Name này. Sau đó đây tôi sẽ nhập tên mới nha. Ở đây tôi sẽ nhập tên có dấu nha. Tin học. Xong rồi, bấm vào Change Name này, tức là thay đổi tên. Đó, lúc này á, tên máy tính của tôi nó đã được thay đổi thành Kiến thức Tin học có dấu. Rồi ở đây tôi kiểm tra nha, bấm phải chuột vào ZPC, chọn vào Property. Đó, thì tên máy tính của tôi nó đã được thay đổi. Thì cách thay đổi tên trên máy tính đó, nó đơn giản như vậy thôi. Nếu thấy video hay, hữu ích thì bạn đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều khác cùng xem. Cảm ơn theo dõi.